Nhìn lại chặng đường gần 20 năm của tỷ phú Abramovich trên cương vị chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Thông tin về việc chủ tịch Roman Abramovich quyết định bán lại Chelsea dù rằng vẫn rất yêu câu lạc bộ chắc hẳn đang khiến không ít fan bóng đá nói riêng cảm thấy nghẹn lòng và fan thể thao nói chung cảm thấy bất công bởi câu nói thể thao không chính trị. 19 năm mà chính xác hơn là 18 năm 7 tháng trước, tỷ phú Roman Abramovich khi ấy 36 tuổi đã bỏ ra hơn 100 triệu bảng để mua lại Chelsea từ tay Ken Best rồi biến đây trở thành phi vụ mua bán công ty lớn nhất lịch sử bóng đá nước Anh thời điểm bấy giờ. Trong 19 năm dài đằng đẵng ấy, ông đã nếm trải đầy đủ tất cả đắng cay ngọt bùi cùng nửa xanh thành London. Từ chiếc cúp ngoại hạng Anh đầu tiên trong mùa giải 2004-2005 cho đến đêm Moscow lạnh giá năm 2008, từ tiếng còi méo của Klopp khi tiếp đón Barcelona cho đến hành trình chinh phục C1 thần kỳ 2012 và 2021. Gần 7.000 ngày trên cương vị người đứng đầu đế chế The Blues, ông đã chi hơn 2 tỷ euro để biến đội bóng tầm trung ngày nào vươn mình trở thành một trong số những đội bóng thành công nhất xứ sở Anh Quốc. 5 chức vô địch ngoại hạng Anh, 5 FA Cup, 2 siêu cúp Anh, 3 cúp liên đoàn, 2 Europa League, 2 Champions League, 1 siêu cúp châu Âu và gần đây nhất là danh hiệu cuối cùng ông còn thiếu FIFA Club World Cup đã minh chứng cho sự rực rỡ mà kỷ nguyên Abramovich mang lại. Dẫu còn yêu nhiều lắm nhưng vì tình hình Đông Âu rối ren và áp lực dư luận, mới đây ông đã phải bán đi đứa con cưng của mình với giá 3 tỷ bảng và hứa sẽ xóa nợ 1,5 tỷ cho câu lạc bộ nếu thương vụ thành công. Số tiền còn lại ông sẽ dùng để gây quỹ ủng hộ trẻ em tại Ukraine và những nơi khó khăn khác. Một nhân cách lớn, một trái tim lớn. Cảm ơn và tạm biệt ông, Roman Abramovich.